Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong sách lớp 2, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy hôm nay sẽ hướng dẫn cho chúng ta một bài đọc trong sách tiếng Việt lớp 2, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trong tuần thứ tư, đó là bài cây xấu hổ. Bây giờ chúng ta có thể mở sách tiếng Việt lớp 2, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống để cùng đọc bài đọc này cùng với thầy. Xin giới thiệu với các bạn thì bài PowerPoint này mình tự thiết kế, bạn nào có nhu cầu thì có thể để lại comment mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Và trước khi đến với phần bài đọc thì thầy có hai câu hỏi như sau. Đó là chúng ta có thể quan sát lên bức tranh và cho thầy biết em biết gì về loài cây trong tranh. Và câu số 2 đó là dựa vào tên bài đọc và tranh minh họa, em thử đoán xem loài cây này có gì đặc biệt. À thì dựa vào tranh minh họa và ngoài đời thực thì chúng ta có thể cho thầy biết loài cây gì ở trong tranh đây các em? À đây là một loài cây xấu hổ đấy các em ạ. Như vậy thì nó có một đặc điểm như sau. Cây xấu hổ tên khác là cọ thẹn hoặc là cọ trinh nữ, cây mắc cỡ, hàm tu thảo, đây là tên thuốc trong y học cổ truyền, là một cây nhỏ mọc thành bụi lớn. Đặc điểm dễ nhận nhất của cây là lá khi đụng phải sẽ cụp rụ xuống nên có tên gọi như trên, đó là cây xấu hổ. Thì như vậy thì chúng ta có thể gặp rất nhiều loài cây này ở bên ngoài đấy các em ạ. Khi nào chúng ta để ý mà khi chúng ta đụng vào lá của nó cụp lại, co rúm lại thì đó là loài cây xấu hổ và có tên gọi khác là cọ thẹn hoặc cọ trinh nữ hoặc cây mắc cỡ hàm tu thảo nhé. Và bây giờ thầy sẽ đọc mộng cho chúng ta một lần, đó là bài đọc cây xấu hổ. Bây giờ chúng ta có thể nghe và đọc và sau đó cùng đọc lại bài đọc này nối tiếp nhau nhé. Bây giờ thầy sẽ đọc bài đọc một lần. Cây xấu hổ. Bỗng dưng gió ào ào nổi lên. Có tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh xôn xao. Hé hé mắt nhìn, không có gì lạ cả. Bây giờ nó mới mở bừng những con mắt lá. Quả nhiên không có gì lạ thật. Nhưng cây cỏ xung quanh vẫn xôn xao. Thì ra vừa mới có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tựa tỏa sáng không biết từ đâu bay tới. Chim đậu một thoáng trên cây thanh mai rồi bay đi. Cây cỏ suýt xoa. Biết bao nhiêu con chim đã bay qua đây. Chưa có con nào đẹp đến thế. Càng nghe, bạn bè trầm trồ, cây xấu hổ càng tiếc. Không biết bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại. Như vậy thầy vừa đọc mộng cho chúng ta bài đọc cây xấu hổ. Bây giờ chúng ta hãy dừng video và đọc nối tiếp câu trong bài tập đọc này cho thầy nhé. Sau khi đọc nối tiếp câu xong, thầy sẽ lọc ra một số từ khó như sau. Đó là có 3 từ khó. Từ đầu tiên đó là từ tọa sáng. Tọa sáng. Tọa sáng. Từ thứ hai đó là từ thoáng. Và từ thứ ba là từ suýt xoa. Suýt xoa, suýt xoa, âm sờ nhé, sờ nhé, sờ. Bây giờ chúng ta hãy quan sát lên video và đọc lại 3 từ khó này một lần. Đó là từ đầu tiên là từ tọa sáng, tọa sáng. Từ thứ hai, thoáng, thoáng, thoáng. O an ở oang nhé, vần o an ở oang. Từ thứ ba đó là suýt xoa, suýt xoa.
suýt xoa. Bây giờ chúng ta có thể dừng video và đọc lại ba từ khó này một lần. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem bài tập đọc cây số hộ này gồm có mấy đoạn nhé. Bây giờ các em có thể quan sát lên bài tập đọc và cho thầy biết bài tập đọc cây số hộ này gồm mấy đoạn đây các em. À đúng rồi, bài tập đọc này gồm có hai đoạn đấy các em ạ. Đoạn thứ nhất là từ chỗ bỗng dưng gió ào ào nổi lên cho đến quả nhiên không có gì lạ thật. Đây là đoạn 1. Và tiếp theo, đoạn số 2 từ những cây cọ xung quanh vẫn xôn xao cho đến hết bài. Như vậy, bài tập đọc cây số hộ này có hai đoạn nhé. Và bây giờ thầy sẽ đọc nối tiếp nhau hai đoạn, sau đó chúng ta sẽ dừng video và đọc nối tiếp nhau nhé. Thầy sẽ đọc đoạn thứ nhất. Bài đọc cây số hộ. Bỗng dưng gió ào ào nổi lên, có tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạc xạc lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh xôn xao, hé hé mắt nhìn không có gì lạ cả. Bây giờ nó mới mở bừng những con mắt lá. Quả nhiên không có gì lạ thật. Như vậy thầy vừa đọc xong đoạn 1, bây giờ thầy sẽ đọc đoạn 2 nhé. Nhưng cây cỏ xung quanh vẫn xôn xao. Thì ra vừa mới có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tựa tỏa sáng, không biết từ đâu bay tới. Chim đậu một thoáng trên cây thanh mai rồi bay đi. Cây cỏ suýt xoa. Biết bao nhiêu con chim đã bay qua đây, chưa có con nào đẹp đến thế. Càng nghe bạn bè trầm trồ, cây xấu hổ càng tiếc. Không biết bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại. À, thầy vừa đọc xong hai đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ dừng video và đọc nối tiếp hai đoạn này cho thầy nhé. Sau khi đọc xong hai đoạn, trong bài có những câu văn rất là dài đấy các em ạ. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghĩ những câu văn dài nhé. Ở đây chúng ta sẽ đọc một câu văn dài. Ở đây chúng ta có dấu phẩy thì chúng ta nghĩ rồi đúng không? Thì ra vừa có một con chim xanh biếc, chúng ta nghĩ toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng, không biết từ đâu bay tới. Câu văn khá dài. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghĩ ở một số câu, đó là thì ra chúng ta nghĩ nhé. Vừa có một con chim xanh biếc, dấu phẩy chúng ta nghĩ một chút. Toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng. Nối câu thì chúng ta cũng có thể ngắt nghĩ ở từ sáng này một chút. Không biết từ đâu bay tới, hai chấm thì chúng ta nghĩ lâu hơn. Thầy xin lỗi, dấu chấm thì chúng ta nghĩ lâu hơn. Bây giờ thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta, xong đó chúng ta sẽ đọc lại nhé. Thì ra vừa có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tựa tỏa sáng, không biết từ đâu bay tới. Bây giờ chúng ta có thể dừng video và đọc lại câu khó này một lần. Bây giờ trước khi đến với phần tìm hiểu nội dung bài đọc, thầy sẽ giải nghĩa cho chúng ta một số từ chúng ta có thể không biết. Từ các từ đó là từ lạt sạt. Chúng ta nghe từ lạt sạt chúng ta có hiểu không? Lạt sạt là ý muốn nói tiếng va chạm của lá khô. Tiếng lạt sạt là tiếng va chạm của tiếng lá khô. Từ thứ hai đó là từ suýt xoa. Suýt xoa ý muốn nói ở đây là cách thể hiện cảm xúc. Suýt xoa là nó thể hiện cảm xúc muốn tiếc nuối một cái gì đấy ha. Ba nữa đó là xôn xao, nhiều âm thanh, tiếng nói nhỏ phát ra cùng lúc. Chúng ta hay nghe từ xôn xao hay ồn ào. Xôn xao đúng không, là nhiều âm thanh tiếng nói nhỏ phát ra cùng một lúc. Từ cuối cùng đó là từ thanh mai. Thanh mai ở đây ý muốn nói là cây bụi thấp, quả mọng, nước trông như quả dâu. Bây giờ
Thầy sẽ cho chúng ta quan sát một số hình ảnh để chúng ta hiểu thêm về một số từ ngữ vừa mới dạy nghĩa từ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung bài đọc. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi trong phần tìm hiểu bài này. Câu hỏi đầu tiên đó là nghe tiếng động lạ, cây cây xấu hổ đã làm gì? À đúng rồi, nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã co rúm mình lại, đúng không? Chúng ta đọc đoạn 1 cũng sẽ thấy là khi nghe tiếng động lạ, cây xấu hổ đã co rúm mình lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Cây cọ xung quanh xôn xao vì chuyện gì? Bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp đoạn 2 và cho thầy biết là cây cọ xung quanh đã xôn xao vì điều gì đây? À đúng rồi, cây cọ xung quanh đã xôn xao vì có một con chim xanh biếc, đúng không? Toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng, không biết từ đâu bay tới. Cây cọ xung quanh đã xôn xao vì có một con chim xanh biếc, đúng không? Lóng lánh, tự tỏa sáng, không biết từ đâu bay tới. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi số 3. Cây xấu hổ tiếc nuối điều gì? Ở đây chúng ta đọc sang đoạn 2. Chúng ta thấy là cây xấu hổ tiếc nuối vì điều gì nào? À đúng rồi, cây xấu hổ tiếc nuối vì không nhìn thấy được con chim xanh, đúng không? Khi có con chim xanh thì cây xấu hổ đã co rúm mình lại và nghe bạn bè xôn xao. Xong đó cây xấu hổ tiếc nuối là đã không nhìn thấy con chim xanh. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 4. Đó là câu văn nào cho biết cây xấu hổ mong con chim xanh quay trở lại? Chúng ta đọc những dòng văn cuối cùng và chúng ta có thể thấy được là như thế nào. Còn cây xấu hổ mong con chim xanh quay trở lại, đúng không? Và rất là tiếc nuối, câu văn cho biết cây xấu hổ mong con chim quay trở lại đó là không biết bao giờ con chim xanh ấy quay trở lại. Đây là một câu cho biết cây xấu hổ mong con chim xanh quay trở lại, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập theo văn bản đọc. Chúng ta sẽ làm những câu, có hai câu hỏi. Chúng ta sẽ làm câu đầu tiên là những từ ngữ nào dưới đây chỉ đặc điểm? Chúng ta có 5 từ: đẹp, lóng lánh, bay đi, trở lại, xanh biếc. Và chúng ta sẽ khoanh tròn những từ chỉ đặc điểm trong 5 từ đây. Và bây giờ chúng ta có thể dừng video và khoanh tròn cho thầy, xong đó là so sánh kết quả với thầy nhé. Từ chỉ đặc điểm thì từ như thế nào đây các em? Từ chỉ đặc điểm là từ chỉ hình dáng này, màu sắc, mùi vị, đặc điểm người khác ở ở bên ngoài, đúng không? Như vậy thì những từ chỉ đặc điểm đó là những từ đẹp này, lóng lánh và xanh biếc, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tiếp theo sang câu hỏi tiếp theo, đó là nói tiếp lời của cây xấu hổ. Nói tiếp lời của cây xấu hổ thì ở đây câu xấu hổ mình rất tiếc chấm chấm chấm. Chúng ta hãy nói tiếp lời cây xấu hổ nào. Mình rất tiếc vì không nhìn thấy con chim xanh, đúng không? Như vậy thì nói lời thay của cây xấu hổ, mình rất tiếc, ở đây chấm chấm, thì chúng ta có thể là nói là mình rất tiếc vì đã không mở mắt để được nhìn thấy con chim xanh, hoặc là mình rất tiếc vì đã không thể vượt qua được nỗi sợ của mình, hoặc là mình rất tiếc vì quá nhút nhát nên đã nhắm mắt lại và không được nhìn thấy con chim xanh, đúng không? Ở đây có rất nhiều câu nói để nói tiếp lời của cây xấu hổ. Chúng ta có thể tham khảo 3 câu của thầy, xong đó chúng ta có thể là nói những câu khác nữa nhé. Câu đầu tiên như câu mẫu của thầy đây: mình rất tiếc vì đã không mở mắt để được nhìn thấy con chim xanh, hoặc là mình rất tiếc, hoặc là chúng ta có thể nói là mình rất tiếc vì đã không thể vượt qua được nỗi sợ của mình, đúng không, để nhìn thấy con chim xanh, hoặc là mình rất tiếc vì đã quá nhút nhát nên đã nhắm mắt lại và không được nhìn thấy con chim xanh.
À, thay vì cây số hộ chúng ta có thể nói những câu như thế. Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta đọc bài đọc cây số hộ trang 31 sách lớp 2 tập 1 của sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like chia sẻ ủng hộ ông giáo để ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Và tiết thứ ba tiết luyện viết thì chúng ta có thể là học ở tiết sau. À, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.